Alo, Châu Bùi đây. Bây giờ ấy là 8 giờ sáng. Hạnh thì bảo Châu rằng là hôm nay mình phải dậy từ 5 rưỡi sáng, 6 giờ make up. Hôm nay sẽ làm một video tiếp tục với chủ đề What I Eat In A Day, nhưng mà phiên bản giãn cách, có nghĩa là Châu sẽ không phải làm gì cả, mà Hạnh sẽ là người nấu cho Châu. Và vì hôm nay trong cái quá trình quay thì mình vẫn sẽ có những cái buổi quay chụp về sau nữa, cho nên là mình phải make up từ sớm. Và bây giờ mình ngơ quá rồi. Mình bắt đầu video luôn nhá. Ok, video What I Eat In A Day, phiên bản giãn cách, bye Hạnh Đin. Ok, và bây giờ thì Châu sẽ làm cho Hạnh một cái món bánh mì trứng phô mai. Đây là một cái món mà Châu cũng rất là thèm để Châu muốn ăn buổi sáng. Nhưng mà Châu cũng chia sẻ với mọi người là 2-3 năm nay ngày nào Châu cũng chỉ ăn oatmeal thôi. Tại vì thứ nhất là nó nhanh và nó tiện và nó sẽ bớt béo hơn món này. Nhưng món này rất là ngon, rất là thơm, rất là ngon. Và Châu biết rằng là hôm nay thì ok, làm cho bạn Hạnh thì cũng không bắt bạn ăn oatmeal giống mình. Nên mình sẽ làm một cái món bánh mì trứng. Bạn cũng thích bánh mì trứng đúng không bạn Hạnh? Không thích á? Không thích á? Hạnh thì sẽ ăn bánh mì trắng, còn Châu thì sẽ ăn bánh mì đen, bánh mì nâu. Hạnh quét cái bơ này lên trên cái mặt này. Yêu, yêu. Rửa tay chưa? Rửa rồi. Bơ lạc này thì mọi người cứ để nó ở cái nhiệt độ phòng á, mọi người không cần làm chảy đâu. Nhiệt độ phòng là thơm nhất. Đó, mình sẽ tán đều ra này. Thơm. Có bơ vào là nó khác hẳn à. Rồi, cái bơ còn lại này này mọi người, có một ít hơn nữa mình cho đây luôn. Chứ Hạnh ơi, đánh nước Châu 4 quả trứng. Và hai cái lát bánh mì này thì mình sẽ đánh với cả hai quả trứng. Thì ở đây là có 4 lát cho nên là mình sẽ đánh 4 quả trứng. Mọi người thấy tập Châu đâu không? Đó. Tập gym cùng nhau này. Tập gym cùng nhau. Ăn quá trời, chưa bao giờ Châu có một thời gian là Châu ăn nhiều như này. Châu phải tăng tầm 2 cân rồi, nhưng mà tại vì ngày nào mình cũng tập rất là nhiều ấy. Thế là nó cũng đỡ hơn, ý là nó có bập lên nhưng mà nó cũng khá là ok đấy, yes, rất chắc. Nó bị cao chưa, giữa đâu? Bị cao ở giữa. Nó chảy đều ra. Đấy. Một lát này, hai lát này. Cái vị đó mình có ăn không hay là bỏ luôn? Mình ăn thôi, mình thích thì mình ăn này. Thảo Quỳnh ơi, cái lớp này mình có thể cuộn lên. Mình cuộn lên thế này. Đây, đây nhá, cái ôi dồi ôi, cái cheese này thơm lắm, Hạnh ngửi đi. Ngửi đi. Mùi kiểu khác mùi sữa chua đúng không? Nó cực kiểu như thế, nó hơi chua chua nhưng mà nó lại là hành tây, cà phô mai. Đấy, mình thêm cái phô mai này nữa. Mình quét đây, đúng rồi, mình quét đây. Một lát thôi. Một lát thôi. Chết rồi ngược rồi, chết rồi mọi người ơi, tao mình ngược rồi. Lát nữa. Có nghĩa là cái bánh mì phải ở ngoài. Tao bánh mì phải ở ngoài. Không, đây là một kiểu mới mọi người. Không sao hết, đây là một kiểu mới của Châu Bùi. Đó, kiểu này là kiểu lật ngược thế này. Đấy. Đấy, đây là một kiểu gọi là kiểu lươn nhá, mọi người bỏ qua kiểu này đi. Thôi mọi người xem lại cho nhá. Đổ vào luôn. Đó, bạn thấy không? Ở trong nó rất là chảy nhé bạn. Đấy, đây là bạn thấy cái phô mai chỉnh không? Đó, bạn phải ăn ngay đi nếu không nó hết nóng mà nó sẽ không chảy nữa bạn ạ. Hạnh chỉ là người đến sau thôi. Hạnh chỉ là người ăn cái món này thôi. Mày gặp nghĩ gì thôi mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái chân chi lên này. Cheese lên, rồi. Xong lật ngược lại mọi người ạ. Ôi chú bạn ơi. Bạn ơi, cái này còn ngược. Rồi, cái mình sẽ bỏ ra nhá. Đâu thế này. Tắt. Rất ngon. Cái này chắc là nóng hơn á, cho nên là ăn ngon hơn hẳn. Ừ, phải ăn nóng luôn đúng không? À, đây, ok, vậy là mình đã xong bữa ăn sáng rồi. Bình thường là ba đứa cũng sẽ đứng ở đây này, nấu này. Xong rồi ăn luôn tại kiểu ăn đứng luôn cho nhanh không mà làm việc. Thì bình thường thì Châu sẽ ăn oatmeal, xong rồi Hạnh với Quỳnh sẽ ăn gì buổi sáng nhỉ? Bình thường Hạnh với Quỳnh sẽ ăn các món. Mỗi ngày một món như kiểu là xíu mại hay là bánh mì với chiên trứng kiểu bình thường á. Rồi mỗi ngày thay đổi, hoặc là khoai lang, ăn các khoai lang của Châu. Bây giờ tiếp theo mình sẽ khởi động một chút bằng kiểu Châu sẽ ngồi làm việc, giải quyết những công việc hôm qua, trả lời phỏng vấn nè. Mình sẽ làm theo Hạnh nhá. Ok, bắt đầu thôi, thôi. Hôm nay đang làm gì á? Đang viết bài cho website này, đang duyệt bài cho website này.
cũng như là lên thêm những cái idea cho team để có thể triển khai bài viết. Và nhất là buổi sáng thì lúc mà mình mới ăn sáng và mình mới dậy á, thì mình sẽ có nhiều năng lượng hơn một chút. Và mình đang còn sức thì mình sẽ tận dụng là để mình nghĩ idea. Và mình sẽ kiểu mình sẽ nghĩ được cái gì là mình sẽ viết vào luôn. Rồi bây giờ cho tâm sự cho mọi người đi. Còn Hạnh sẽ đi vào bếp và chuẩn bị bữa ăn trưa. Tại vì hôm nay lỡ hứa rồi. Buổi sáng lúc nào cũng sẽ rất là nhiều những cái tin nhắn. Và Châu sẽ ngồi check lại hết tất cả tin nhắn này, trả lời mọi người trong team, cũng như là xem là có những cái việc gì mình có thể làm được thì mình sẽ làm luôn. Châu sẽ cần một cái không gian một mình để Châu có thể lên ý tưởng cũng như là có thể hoạt động não để làm việc. Lúc đầu tiên lúc mà trước khi giãn cách ấy, mình nghĩ là uầy, tại vì rất là lâu rồi mình không ở chung, mình toàn ở một mình á, mình không biết là nếu mà ở chung thì nó có gì khác không, hay là mình có bị sao lãng công việc, hay là mình sẽ không làm được công việc của mình không. Nhưng mà ai ngờ ở chung lại còn làm tốt hơn, kiểu cứ đến giờ thôi các em vẫn có lịch trình rõ ràng, kiểu sáng mấy giờ Châu sẽ học này, xong rồi trưa mình ăn cơm xong mình sẽ quay vào mấy giờ, tất cả đều có lịch hết. Chỉ có một cái là hơi dở, đó là đi tắm á, thì phải xếp hàng đi tắm, đi vệ sinh cũng thế. Phải xếp hàng kiểu ê nhanh lên tao còn đi vào. Có người tập trung nữa. Còn bình thường là Châu sẽ tập một mình không, nên là bây giờ có người tập trung cũng vui. Nếu bạn nào mà ở một mình ấy thì Châu vẫn khuyên mọi người là nên bật YouTube lên để tập này, bởi vì mình sẽ có một cái sự tương tác cũng như là mọi người dẫn dắt mình phải tập hết cái bài tập, hoặc là video call với cả bạn bè để mình tập cho nó có hào hứng hơn. Còn Châu thì rất là may mắn là có hai của nợ này tập trung, thế là mình cũng không thể nào mà nản hay là mình dừng lại được. Rồi mình sẽ vẫn có một cái niềm tin là sau cái đợt giãn cách này thì mình sẽ level up và mình sẽ làm được nhiều thứ hơn, mình sẽ tốt hơn. Đó, thì coi như thời gian này tiếp tục lại được nghỉ ngơi đi vậy. Thì cố gắng thôi, mình phải nghĩ thế thôi chứ chả biết làm thế nào cả. Mình hãy cố gắng nghĩ như vậy. Đó, Hạnh đang chuẩn bị đồ ăn trưa Châu này mọi người ơi. Đó, thưa ăn trưa. Còn set cả ánh sáng các thứ cho nó đẹp nhá, để cho lên hình là đẹp này, rất là chuyên nghiệp. Bình thường Hạnh cũng sẽ nấu buổi trưa, nhưng mà sẽ là những cái món chính trong bữa cơm như kiểu canh hay là những món kho thì Châu nấu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ có những cái buổi chụp liên tục á, cho nên mình cần phải ăn nhanh gọn lẹ. Hôm nay là món rất là đặc trưng của các bạn sinh viên. Châu biết món gì không ta? Hôm trước có lại ăn một lần rồi đó. Có bún, có đậu, có trứng, có giá, bún nước tương. Em một lần sẽ không quên. Rất ngon, tôi rất là thích cái món này. Rất là nhanh luôn. Ví dụ như các bạn chỉ cần chuẩn bị giá, dưa leo nè, xong cắt nhỏ ra thái thái. Đậu hũ chiên, mình sẽ chiên lại một chút, cắt nhỏ ra sợi sợi để mình có thể ăn chung với bún á. Nhưng bạn ơi, cái quả chanh này nó hơi héo ạ. Bạn có thể cho tôi quả chanh nó mới được hơn không? Okay. Tại sao lại như thế này? Nhà còn chanh đừng có xạo tôi. Mời chị quả chanh. Chúng ta đang đi tìm. Đây, giới thiệu với mọi người là một người rất hay cãi trong gia đình này. Oh no! Oh no, mà hết tranh. Tao nói thật chứ. Đấy, thế là hay cãi. Ok, được rồi mọi người. Quả chanh lại mình bảo là không có quả chanh nào. Mình nấu ngay cả chỗ mè tủ, là không thể nào không nhìn thấy. Thì trứng này mọi người cũng sẽ chiên cho nó mỏng mỏng, xong mọi người xắt xắt sợi sợi ra cho nó nhỏ để mà ăn chung với bún cho nó tiện là được. Nói chung mọi người cứ làm sao ứng biến cho tiện là được. Thì món bún nước tương mình sẽ làm thì bún nước tương mà, cho nên chủ yếu là làm cái nước tương làm sao cho nó ngon nhất có thể. Mà mình bầm tỏi ở đây sẵn để mà làm như kiểu mọi người hay là nước mắm làm á. Mình sẽ cắt đậu. Tôi đói quá cậu ơi. Mình sẽ cắt tàu hũ cho nó sợi nhỏ như vậy để mình ăn với bún cho nó tiện thôi. Wow, ngon quá bạn ơi. Vừa có ớt xanh, nước đỏ và tỏi. Bây giờ mình sẽ cho thêm vào một tí đường và bắt đầu mình sẽ để nước tương dần về trộn với nước nữa là được. Nếu mà mọi người muốn cái nước cho nó sệt mà nó ngon hơn tỏi hơn á, thì mình sẽ lấy cái đồ nghiền, cái đồ giả ấy, hoặc là cái muỗng á, mình nghiền cho tỏi nó nát nát. Thì như vậy thì cái nước tương của mình nó sẽ sệt hơn, nó thơm tỏi hơn nhiều.
Hello, sau khi mà mình quay chụp xong một video nhỏ thì mình sẽ làm cái món thịt rang để phụ Hạnh và Quỳnh làm cái món bún nước tương này. Thì ở đây mình sẽ làm nóng dầu, có dầu rồi và có hành tím cho sẵn đây rồi. Và mình sẽ phi hành tím lên. Châu vừa mới thử thì Châu thấy là cái nếp mắm nó hơi cay quá mức và nó bị lạt hơn hẳn so với cái thịt ý là khi mình trộn vào sợ nó sẽ mất một cái nước tương đi thì mình cho thêm một ít cái thịt vào đây cho nó ra cái vị mặn trong thịt ra đó, và nó có một chút cái mỡ vào đây rất là thơm. Rồi còn lại cái này mình lắc lên trên xem phải thử chế lên trong nhà. Xong rồi ngày nào nó cũng cho ăn vậy, xong rồi nó hỏi là đâu Hạnh đưa mặt để coi lên nó kỹ rồi. Đầu bếp Hạnh Xù bát Châu là ít bún, đúng rồi, chuẩn luôn, rất ít bún. Món này cực kỳ tiện cho mọi người khi mà muốn ăn vừa có nhiều đồ ăn trong một bữa ấy, ý là trộn chung với nhau tất cả gì nè rồi ngồi xem tivi buổi trưa. Vừa công nhận. Công nhận luôn. Ok, bye bye mọi người nhá. Xin chào mọi người. Và đây là tiết mục Châu đánh đàn, Châu học đàn. Còn Quỳnh và Hạnh sẽ tắm chúa. Đó. Từ khi mà có hai đứa ở với Châu thì Châu đã được share công việc đi. Châu sẽ không còn phải làm mọi thứ một mình nữa. Đấy là một cái điều rất là tốt. Là mình sẽ không cần phải đòi hỏi. Đấy, và có hai đứa nó chịu cùng với nỗi khổ này. Nhìn mặt San kìa. Hello. San lại hát không con? 2, 3. Mặt San kìa. Thôi, tiếp tục chương trình tắm chó nha hai bạn. Sơ chế nha. Đây mình sẽ cắt cái phần thịt này ra, mình làm thịt băm cho vào khổ qua. Và cái phần xương thỏ mình sẽ làm để nấu nước dùng cho nước đậm đà hơn. Gà của Châu, Châu vừa mới chụp nước sôi rồi, bây giờ Châu sẽ khía và Châu sẽ làm khía. Khứa. Khía. Khứa. Mọi người có thể đeo bao tay nhưng mà Châu cũng nói là Châu nấu ăn không bao giờ Châu đeo bao tay hết. Tùy từng món thôi, những cái nào mà dính quá hoặc là mình phải làm nhiều món khác nhau thì mình sẽ đeo bao tay. Còn những lúc mà mình chỉ làm một món thế này thì mình sẽ chùi tay. Thank you.
Nhưng mà cả nhà, cái này của Hạnh này, để cần Hạnh nhá. Ok, mình ăn này đi mày. Khoan, cho thử một miếng nha, khổ qua đi. Không. Mục đích là muốn cho ba thử một miếng khổ qua mà, nhất định phải ăn. Quay một miếng cho một miếng, một khứa thôi. Rất là ít. Một miếng thôi. Một miếng thử xem sao. Đau lắm ý. Tao nghĩ là lý mà thấy lắm rồi. Ừ. Sao ăn được vậy ta? Chờ nó nóng được không? Rồi xong. Ăn hết đi. Không. Chiến đang phải chinh chiến nốt cái bát gần hết rồi, hết rồi. Và Châu đang bảo với Hạnh là Châu đang muốn là sau giãn cách ít, sau dịch ít là mình sẽ về quê Hạnh một chuyến. Có những gì Hạnh? Cần Thơ, không nốt Cần Thơ. Tự hào dân tộc nha. Rồi nha, bắt đầu nào. Cần Thơ quê Cần tôi. Cần Thơ quê tôi. Sau Hạnh kể cho Châu là sẽ có tất cả rau củ quả ấy là sẽ nhà trồng luôn, xong rồi đi hái xong rồi ăn luôn đúng không Hạnh? Tại nhà Hạnh không phải ở trung tâm, nhà Hạnh ở cách trung tâm khoảng 60 cây số á, thì ở chỗ của Hạnh thì đi vào cái đường rất là nhỏ, nghĩa là xung quanh là đồng ruộng luôn. Thì nhà Hạnh cũng có mấy cái vườn sẽ trồng, hiện tại thì anh hai đang trồng mận để mà bán, mận là trái roi á, để mà bán khoảng 2-3 công đất. Wow. Rồi bán, xong rồi kế bên nhà thì có trồng mấy cây ổi khoảng 10 mấy cây để mà ăn dần. Xong ăn rồi để ăn 10 mấy cây để ăn, 10 mấy cây để ăn dần nhé. Xong rồi xung quanh cũng có trồng dừa, dưới bến sông là có trồng dừa, có bụi tre ngay dưới bến, tức là ngay phía trước cửa nhà sẽ có con đường, ngay cái con đường có cái bụi tre là bờ sông kiểu vậy á. Ý là rất là mỗi lần mà về nhà là tôi cảm giác như là không đi nữa. Xong rồi sẽ kiểu cái gì có không? Đúng rồi, xả, khoai lang, đu đủ. Ừ nhỉ, mọi người trồng cũng ngắn hả? Chuối, nhiều lắm. Chuối nhỉ? Ôi chuối. Kiểu mỗi lần mà Châu đi, xong rồi Châu đi mua chuối là cũng kiểu chật vật, tại vì ngày nào Châu ăn chuối hết. Xong Hạnh bảo là ôi ở nhà tao mẹ còn kiểu trồng xong rồi cho mọi người, tại vì kiểu nhiều quá không biết. Anh không biết, xong rồi chuối để rào nhà không? Và đem đi bán. Mình chật vật đi mua chuối. Ok. Rồi và bây giờ thì chúng mình đã ăn xong rồi, chuẩn bị họp thôi mọi người ơi nha. Rồi. Ok, và mình sẽ họp, và nếu mà còn thời gian thì mình sẽ tập dụng. Không. Không. Ok, mình sẽ họp xong còn học nữa. Không ạ. Ok. Ok nhá. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã follow cả ngày hôm nay với mình. Yeah. Và lần đầu tiên là mình quay một cái vlog mà từ 6 giờ sáng. 6 sáng dậy. 8 giờ bắt đầu quay và đến bây giờ là 8 giờ hình dương kém rồi. Ok, lần đầu tiên đấy, mọi người nên là mọi người sẽ thích video nhé. Cảm ơn Hạnh và cả Quỳnh hôm nay đã, Quỳnh cầm máy rất là nhiều này. Hạnh cũng đã nấu quá trời món, quá đỉnh. Châu nghĩ rằng là mình có thể làm video này mỗi tuần. Yeah.